những cái nước sơn nó còn rất là mới nha, chưa có một vết chày, các cái góc đều còn nguyên vẹn cả, chưa có chày xước gì luôn. Đây là cái dòng máy 3 số đầu tiên mà có màn hình xoay lật như này các bạn. Nó nâng cấp của 550D, 550D thì nó có màn hình cố định, còn từ 600D trở lên thì nó đã làm màn hình xoay lật như này. Chiếc máy này thì thông số cơ bản là chụp 18 megapixel, quay phim là full HD và có màn hình lật, có cổng mít trời khi quay nha các bạn. Cao su đến nỗi cao su dưới pin này nó vẫn còn rất là mới nè, chứng tỏ chiếc máy này rất là ít dùng. Nếu mà bạn dùng nhiều thì cao su này nó thường là nó sẽ bị gãy. Và có một cái điểm nữa là cái màn hình của máy rất đẹp. 600D thì nó hay có cái bệnh chung là màn hình nó bị tối góc. Tối góc là do để lâu không sử dụng hoặc là một chiếc máy cái màn hình nó bị lão hóa, nhưng mà chiếc máy này nó lại màn hình còn rất đẹp nha. Đây là chiếc máy sắp tay và màn hình mình thấy nó rất là đẹp. Màn hình này nó chưa hề bị tối góc một xíu nào luôn, rất là đẹp luôn. Dòng này thì nó đã quay phim được cả Full HD rồi, nhưng mà khi bạn quay phim thì các bạn lấy nét bằng tay lần trước này nha. Và cũng như những cái lần trước thì mình nói các bạn á, là khi quay phim thì các bạn gạt về MF nha các bạn, ở trên cái len đó.